giữa dòng chảy hiện đại. Các lễ hội cổ truyền được hỗ trợ từ công nghệ thông tin, quảng bá, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách gần xa. Tết cổ truyền Chon Trinam Thermay của đồng bào Khmer là những ngày thắt chặt tình đoàn kết với các dân tộc anh em sống trên cùng mảnh đất hình chữ S. Những nét văn hóa độc đáo trong những ngày Tết cổ truyền Chon Trinam Thermay còn được lưu giữ. Nghi lễ đắp núi cát có ý nghĩa như thế nào với đời sống tinh thần đồng bào Khmer? Người trẻ nghĩ gì về lễ hội truyền thống? Tất cả sẽ có trong chương trình Tam Nông Ký, chủ đề Mừng Chon Trinam Thermay. Chương trình được phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2024 trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT, YouTube, truyền hình Tây Ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.